Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bất lực, người dân mắc kẹt trong lũ lên mạng kêu cứu. Ngày 10 tháng 9, AFA tiếng Việt cho hay, Bảo gia ghi tràn ngập lời kêu cứu trên mạng từ người dân mắc kẹt trong lũ. Theo AFA, các tỉnh miền núi phía Bắc đang hứng chịu trận lũ lịch sử sau khi cơn bão gia ghi tràn qua. Người dân bị kẹt trong lũ từ Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái khẩn thiết kêu cứu, ngập tràn trên các trang mạng xã hội suốt từ đêm ngày 9 tháng 9 đến rạng sáng ngày 10 tháng 9, trong khi chính quyền địa phương không đủ năng lực và vật lực để cứu nạn. Và đây là hình bài trên afi AFA dẫn lời một người dân ở huyện Lục Yên, Yên Bái nói rằng, nhiều xã ở tỉnh này đã hoàn toàn bị cô lập giữa biển nước. Lượng mưa rất là nhiều, nó tạo nên lũ, kết hợp với một số thủy điện xả lũ. Tình hình căng lắm, chưa bao giờ tôi thấy lũ lớn như bây giờ. Nhiều xã ở trong huyện đã mất điện, mất Internet, không kết nối được, họ không kêu ra bên ngoài được. AFA cho hay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, một số tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, từ ngày 9 tháng 9 đã xuất hiện một đợt lũ mới. AFA dẫn Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các con sông nhỏ tại khu vực miền núi phía Bắc, nước lên nhanh đến mức báo động 3, cộng với tình hình mưa to có thể dẫn tới ngập sâu và sạt lở ở các tỉnh này. AFA cho biết, báo động 3 là mức giới hạn mực nước cho thấy lũ trong sông đã lên đến mức cao nhất, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân. Và đây là hình lực lượng chức năng sơ tán người dân tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. AFA trích dẫn, truyền thông nhà nước cho biết sáng ngày 9 tháng 9, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng nhanh nên có 8 hồ thủy điện đang mở, tổng cộng 29 cửa xả lũ. Lũ tại hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái đã vượt mức lũ lịch sử năm 1968 và năm 2008. Vào ngày 8 tháng 9, báo chính phủ cho biết bão số 3 sau khi quét qua Hà Nội vào đêm ngày 7 và rạng sáng ngày 8 tháng 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cổng thông tin điện tử chính phủ chỉ cảnh báo rằng các tỉnh Tây Bắc Bộ có mưa to trong ngày 8 tháng 9 và cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. AFA cũng dẫn lời một người dân khác ở Yên Bái cho rằng sở dĩ người dân phải lên mạng kêu cứu hàng loạt chính là do công tác cảnh báo lũ sao bão và hướng dẫn ứng phó lũ của chính quyền địa phương chưa chi tiết và chưa đúng với mức độ nguy hiểm của đợt lũ này. AFI tiếp tục dẫn lời anh T đang sinh sống ở Hà Nội nhưng có gia đình ở Thái Nguyên cho biết gia đình anh cũng không lường trước được mức độ nguy hiểm của lũ lại khủng khiếp như vậy. AFI dẫn số liệu của Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai cho biết tính đến ngày Tính đến 11 giờ ngày 10 tháng 9, bão Gia Kỳ và Hoàng Lưu Bảo đã gây mưa, lũ, sạt lở đất ở miền Bắc, khiến ít nhất 146 người chết và mất tích. Và đây là hình mưa do Hoàng Lưu Bảo số 3 gây ra, khiến nhiều nhà dân ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái ngập tới nóc nhà. AFA cũng cho biết, để đối phó với tình hình mưa bão, lũ và sạt lở đất, Bộ Chính trị và Chính phủ vào ngày 9 tháng 9 đã có các phiên họp chỉ đạo về việc cứu nạn. Báo nhà nước đưa tin, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu huy động công an và quân đội tham gia hỗ trợ. Vẫn theo AFA, trên các trang Facebook, một số người kêu cứu, cứu cho biết họ bị kẹt cả ngày trên mái nhà bởi chính quyền địa phương không đủ phương tiện đường thủy như thuyền, cano hay áo phao để đưa người dân đến nơi an toàn. AFA dẫn ý kiến của một người dân ở Yên Bái cho rằng chính quyền các tỉnh ngập lục nên liên hệ với các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, để có thể vận chuyển thuyền bè ở các tỉnh này sang Yên Bái, Thái Nguyên để ứng cứu người gặp nạn. Tuy nhiên, người này nói rằng không thấy quy động trực thăng tìm kiếm và cứu nạn người dân luôn, trong khi sân bay quân sự Yên Bái nằm ngay đó, thật không hiểu nổi luôn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bất lực người dân mắc kẹt trong lũ lên mạng kêu cứu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. kính mời các bạn xem bản tin. Cân bằng quyền lực giữa các phe nhóm là vấn đề thiết yếu. Ngày 9 tháng 9, BBC tiếng Việt bình luận vì sao đảng cần cân bằng quyền lực giữa Bộ Công An và Bộ Quốc Phòng. BBC cho biết dự kiến vào tháng 10. Quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm. Một số nhà quan sát nhận định, Tân chủ tịch nước sẽ xuất thân từ quân đội và điều này nhằm cân bằng quyền lực với công an trong bức tranh chính trị hiện tại. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC dẫn lời giáo sư Katheryn từ Úc cho biết, có tin đồn rằng quân đội muốn đề bạt ứng cử viên của mình vào vị trí chủ tịch nước để cân bằng quyền lực đối với bên công an, nhất là khi phe công an ngày càng nắm giữ các chức vụ trọng yếu. BBC cho hay, xét hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực nhất. Trong Bộ Chính trị, tứ trụ là những lãnh đạo đứng đầu, được xếp hạng về quyền lực từ trên xuống là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội và các chức danh này thường do những cá nhân khác nhau nắm giữ. Theo BBC, Bộ Chính trị hiện tại có 15 ủy viên, trong đó 6 người xuất thân từ công an và 4 người từ quân đội. Như vậy, có thể thấy, những người xuất thân từ công an hiện đang nắm các vị trí quan trọng với số lượng áp đảo những người từ quân đội. Theo ông Taylor, Bộ Chính trị hiện nay gồm các đại diện từ một số phe phái, gồm nhóm Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Miền Nam, quân đội và công an. Và đây là hình tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm. BBC dẫn nhận định của một nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng, trong cấu trúc quyền lực hành pháp Việt Nam từ năm 1945 đến nay, Bộ Quốc phòng là bộ quan trọng nhất, rồi đến Bộ Công an, sau đó mới đến Bộ Ngoại giao. Đây là ba bộ được phép có tới 6 thứ trưởng, trong khi các bộ còn lại thì không quá 5 thứ trưởng, theo quy định trong luật tổ chức chính phủ. Giáo sư Taylor nhận xét, quân đội và công an có những trách nhiệm, chức năng chồng chéo trong xã hội, vì vậy đôi khi tạo ra mâu thuẫn và đụng độ, dẫn đến sự cạnh tranh để tranh giành nguồn ngân sách. BBC dẫn nhận định của giáo sư Abuja từ Hoa Kỳ cho rằng, sự kèn cựa giữa hai lực lượng vũ trang một phần là do các bộ thường cạnh tranh nhau về quyền lực và tài nguyên đó là bản chất của sự cạnh tranh quan liêu còn theo giáo sư thayer nhìn từ góc độ thể chế thuần túy cả quân đội lẫn công an đều không thể thống trị lấn lướt và vì vậy tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm phải tính đến lợi ích của họ để tạo nên sự đồng thuận ông tô lâm là tổng bí thư đầu tiên xuất thân từ công an và việc cân bằng tìm kiếm sự ủng hộ giữa các phe phái sẽ là bài toán lớn cho ông. Vẫn theo BBC, về cách nhìn nhận của công chúng, quân đội dường như có hình tượng tốt hơn công an, người ta thường gọi thân tình là chú bộ đội. Bởi lẽ, quân đội nhân dân Việt Nam là một tổ chức được tôn kính với lịch sử lẫy lừng trong việc giành lại độc lập cho Việt Nam. Và đây là hình đại tướng Lương Cường. Theo giáo sư Abuja, bên cạnh vai trò lãnh đạo cách mạng và nhiều hệ thống quân sự hiện tại, khiến mọi người ở Việt Nam đều có mối liên hệ trực tiếp về mặt nào đó với quân đội. Ngược lại, theo ông Abuja, đa phần người dân không có thiện cảm với công an, vì Bộ Công an là một cơ quan quan liêu khổng lồ với quyền lực bao trùm. Trong khi đó, quân đội là tổ chức chính trị được tin cậy nhất tại Việt Nam, dù rằng đây là quân đội của đảng có nghĩa vụ pháp lý bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Giáo sư Abuja kết luận rằng, việc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chiếm phần đông trong các cơ quan chủ chốt của đảng bao gồm Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, cho thấy sự bất an của chế độ về vấn đề an ninh nội địa với mối đe dọa của cách mạng màu và diễn biến hòa bình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cân bằng quyền lực của các phe nhóm là vấn đề thiết yếu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới